giàu sang, chỉ hơn nhau trong gang tấc. Anh đạp sang hướng này nhé, con cháu lên rất nhanh luôn. Đây, cái này ảnh hưởng của những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Đây này, đang bảo là quay xe lại, quay hướng. Đây này, đây có long mạch này, nhưng mà khí nó thoát hết rồi. Dưới là đào, để đất nhà anh đưa luôn. Vâng. Anh đào khí nó thoát hết ra. Đây, long mạch ăn từ đây xin sang bên kia. Cốt nòng. Đây, long mạch ăn từ đây, để xiên từ đây, xiên ở đây này. Anh nhìn càng lên đây càng cao này. Đây anh đang phạm cô quả. Từ hồi xây cái xây mộ cho ông này lâu chưa? Cũng nhớ là nó cũng 30 năm rồi. Nhưng mà từ lúc làm xong cái mộ này đấy là các con các cháu trầm lắm. Cô quá trầm. Làm ăn việc ít người giúp đỡ. Xin việc xin mừng các con cũng con cháu cũng khó. Đây là bố anh đúng không? Còn đây là bà đúng không? Vâng. Thì mà đang bảo muốn cho bà nó về 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 đây để xây miền không? Bà đưa vào đây chưa? Đấy, đưa rồi. À đưa vào đây rồi. Đây. Vừa rồi nó đi hỏa táng rồi. Đưa vào đây để xong xây miền. Bây giờ cái chỗ này của anh nhé. Anh xử lý thế này, lập sàng hướng tốn. Anh sẽ xây thành cái mộ đôi. Không xây riêng mà xây một đôi. Anh lập theo hướng long mạch, anh lập sang hướng tốt. Vương tài. Tức là anh sẽ quay nhìn về hướng này này. Tức là bây giờ anh sẽ xây cái mộ này, xây to, xây lục giác. Hoặc anh xây tròn. Nhưng mà cái bia của anh phải định về phương vị cung tốn. Chứ anh để cái mộ này chỉ cần 2 năm nữa bắt đầu là con cháu bắt đầu mới ảnh hưởng này. Hoặc là xây theo cái hướng định về hướng khôn Vinh Phú thì anh làm tháng 8 được. Chứ nếu mình lập sang hướng Tỵ anh phải sang tháng 11. Đây, anh nhìn nhá, giàu sang chỉ hơn nhau trong gang tấc. Anh lập sang hướng này nhé, con cháu lên rất nhanh luôn. Đây, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái này ảnh hưởng của những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Đây này, đang bảo là quay xe lại, quay hướng. Mưa gà gà kìa. Đây, quay cái hướng như này này. Hai cái có 222 độ. 222 độ. Tây Nam. Không phải ghé Tây Nam mà chính Tây Nam luôn. Đây, anh chuyển này tính như Tây Nam, trước là hướng Mùi nhìn như cô quả chứ. Đấy. Bây giờ mà nó vào cái quẻ tốn. Hao tiền tốn của. Rất tốn mà con cháu rất chậm. Năm khi chị ví dụ như này em. Thế nói ví dụ như chị làm ăn cái gì đó, đầu tiên thì hào hứng, xong nó không có thành quả, cảm thấy hai vợ chồng năm lúc nhìn nhau mà buồn đấy. Đúng không? Chứ này không phải là vui, được vui thì nó đã có thành quả tốt rồi. Anh nhớ đây. Cái này điều chỉnh cho bà tháng 8 bây giờ điều chỉnh này. Bây giờ cái này anh xây một nhát thành một mộ luôn. Thành một mộ đôi luôn. Thành một mộ đôi luôn. Gắn bia hai cụ. Nha. Kể cả cái năng ở trên anh làm như thế này cũng được. Bây giờ như ví dụ là lúc ấy chưa đặt hướng này rồi nhưng bây giờ xây thế này vẫn được. Ừ được, anh đang điều chỉnh hướng thiên bàn mà. Cái hướng mộ này là hướng thiên bàn. Cái hướng tiểu là hướng sinh thái. Cái hướng tiểu anh đặt cũng không đúng. Vẫn như thế, nhưng bây giờ anh không nên đào lên làm gì nữa. Anh chỉ chỉnh cái hướng thiên bàn xong anh cho thần sa tiến hương vào đây để nó kích cái khí là lên. Là được. Phải phá cái thiên, phá bỏ cái tường này ra. Đấy, điều chỉnh lại.
cao cái hướng như thế này. Đúng rồi, cái này thì ra không mấy bây giờ gì. Mà thậm chí bây giờ như này, anh cũng không nhất thiết phải phá. Anh cái đầu này lấy đầu này anh căng thẳng như này ra, rộng ra này thôi. Anh xây đầu kia thì anh nuôi xuống dưới một tí, xây vuông ra. Mộ hai của tên hai cụ là mình cho xoay về hướng này. Đấy, đây, thì khổ quá đây, ví dụ này nhá. Anh căng cái dây song song như này, đúng rồi, xong anh đo ra ngoài. Tức là cái đầu này giữ nguyên, anh chỉ cần mở rộng như này, đúng không? Nó làm sao đủ 200 m. Nó cứ song song như này đúng không? Chéo vuông ra kia. Nha. Mấy cái chỗ này, cái dưới này anh xây vào nhá, cho bà nhá. Chứ không khí nó thoát hết rồi. Cái chỗ này anh đào chắc từ giờ đây xuống dưới kia được có được mét không? À, mộ tiểu á. Ừ. Chắc chỉ thế rồi để lại. Thế thì anh nhìn cái chỗ kia anh đào sâu chứ cái khí nó ra hết rồi gì đó. Cái này phải có thần sa thiên cương, cái này anh phải có 3 cân thần sa, 3 cân thiên hà. Nếu mà hai cái mộ này này của ông bà ấy để mà giữ cái khí tốt nhá, anh phải cho nếu hai mộ thì cho 5 cân. 5 cân nọ, 5 cân kia. Đấy thì mới được. Nó mới giữ được khí. À, nó tạo được khí. Nha, này anh đào sâu cái khí ra hết là gì đó. Nha. Cái này làm tháng 8, về thầy xem ngày cho, thấy chưa? Tức là anh xây cái năng anh thờ như thế được rồi. Nếu tóm lại là cái hình thức anh làm có tả phù hộ bật như này được rồi. Nhưng cái hướng thiên bản anh nó đang sai. Nghe chưa? Tức là nay mai anh điều chỉnh anh có thể xây giống như kiểu này. Nhưng mà cái hướng anh phải điều chỉnh lại cho thầy theo cái tọa độ này. Đây là nó mở rộng xéo xéo ra đây này. Ra đây. Cái này xây một đôi cho nó tiết kiệm cái vật liệu, nên là tiết kiệm đất nha. Ở đây không nghe thấy được. Nó sâu quá. Không, anh phải kè cái chỗ kia vào. Đây này. Anh xây dịch cho đây là chỉ cần đến đây thôi. Vuông vào đây. Anh chỉ cần xây như thế này cũng được này. Xây nối vào. Xây nối vào. Cái bước này không phá. Không cần phá được. Nhưng mà cái chỗ này phải cắt ra. Khi mà nay mai xong nó phải cắt ra theo cái hướng này của nó này. Đây, ví dụ cái thiên môn nay mai anh cắt xem nó sẽ như thế này. Chiều ngang này này. Anh để cho thầy 4 năm. Mỗi một ngôi đấy. Đúng rồi, chiều dài này. Đúng không? 60. 60 cm. Mỗi một ngôi đấy. Đấy. Coi nhà bác ơi rộng 60. Đấy, xong bây giờ anh dĩ nhiên cái này nay mai anh phải nứt, anh phải nhấc cái nắp này lên, anh bỏ này ra thì anh mới làm hai cái mộ nó đẹp được. Đấy, xong tức là đi khi anh nát để thành cái thiên môn này đấy, cũng như kiểu cái ô này này, nhưng mà anh cắt nó bé, anh cắt như này ra, đấy, nó giống kiểu này này. Đấy, như thế xong anh cho cái này mỗi một mộ anh phải cho thôi hai cái mộ này cứ cho khoảng 5 cân thôi, 5 cân thần sa, 5 cân tín hương nhá, là vào cái năng lượng cái ngôi mộ có, vì cái ngôi mộ này cái anh nó có long mạch thứ nhất. Nó nằm trên long mạch nhưng mà dưới cái anh đào sâu kìa, cái khí nó ra hết. Nếu cho nó như kiểu mình đi tát ấy, xong bắt đầu nó có cái mạch đấy, khí nó ra hết. Đấy, cho nên bây giờ anh phải làm cái thần sa cái hương để nó kích, để nó giữ cái khí nó lại thì mộ nó mới tốt nhá. Theo như thầy cái này mình phải cắn chứ. Nào bọn lấy cái gạch ốp cái đoạn dưới kia vào mà. Để bọn anh lấy gạch anh ốp cái dưới kia vào mà. Bây giờ mình xây đây, cánh này nó đi. Ok, nó đây cái khuôn viên nhà mình mà. Giờ bác lại xây mộ đẹp cho bác này còn chừa lại cho họ đừng đi, bác lại xây cái chỗ kia lên cao lên xong bác nổ cái đường này cho họ đi. Ở trong điện thoại trong mic nhóc. Cái này điện thoại bác cứ đặt đây này. Nhìn nó chỉ ra ngoài này là 222 độ. Anh nhìn đúng chưa? Anh đưa cái điện thoại cho tôi bảo. Mở cái na bàn ra xem nào, có na bàn không? Ngôi mộ cái kiểu dưới thì là vẫn để nguyên. Cứ để nguyên thôi. Còn cái phần mộ là mình xây. Nó chưa động, nó không ảnh hưởng đến nhân đinh, để nguyên. Anh cứ đưa điện thoại này. Ngày mai anh mở cái na bàn. Sao anh đặt đây? Đúng không? Anh song song này, cái hướng này nó chỉ ra này. Cái na bàn nó có cái đường thẳng này nó chỉ ra là 222 độ. À vâng, nó cứ chỉ 222 độ. Chỉ 222 độ nhé. Ừ. Đây, ghi rồi. Không. Bà cô đây. Cái này thì không có đường long mạch qua. Chỗ này không có. Đấy, tốt nhất bây giờ cái này thì cho cô cân thần sa, cân tín hương mà thôi.
cắt cái thiên môn này ra. Đấy, cũng như cái thiên môn ở kia. Đấy là 4560. Nha. Chiều này này, 60 này. cm này, chiều này 45 cm này. Thế thôi, còn mọi này cứ để đây. Đấy. Thế thôi. Đấy, vì trẻ con thì khi mất sớm người ta dễ siêu sinh thì độ. Nên đừng có động vào cái đây nhé. Cái nguyên lý các biết không? Các bác biết không? Là nắm người đi đầu thai rồi nhưng mà mộ vẫn được hưởng, họ còn hưởng sang kiếp khác. Nếu họ giữ cái di cốt của họ, làm đúng cái mạch khí tốt, họ vẫn được hưởng. Chứ không phải những người đi đầu thai chuyển kiếp mà cái bộ xương không ảnh hưởng con cháu, nó vẫn ảnh hưởng, nó liên quan đến mã gen. Nghe chưa? Cái này anh chỉ cho cân thần sa, cân tín hương mới lại cân gạo lếp thôi. Cái chỗ kia anh phải 5 cân thần sa, 5 cân tín hương mà anh cho khoảng chục cân gạo lếp vào. Đấy, thì nó mới kích khí nó lên mới nhanh. Đấy, thì mới được chứ còn không hay khó xử lý lắm. Ê, cho hỏi là mỗi cân cần sa giờ là gì?